vô. Đây các bác, giao bò ra Hưng Yên cho bà con nông dân. Mua qua mạng, mua cái điện thoại, không thèm vào xem. Đó. Vô. Bà con các bác, đẹp tuyệt vời. Bò đất Thanh Hóa đó các bác. Điền nào bãi nấy nha các bác. Điền nào đi tắt trong đó hả? À, vô trong đó, lùa tắt vô nha các bác. Vô. Vô. Từ nay trở lên bay được ở nhà mới. Đó. Ok bà con nông dân nhé. Giao cho anh ba con ba bê này các bác này. Ba con ba bê. Nhốt lại anh, nhốt lại nè hả? Anh đi về nhà ông nước rồi. Vâng vâng. Bên bò BT của mình nhá không? À? Ba con trái được của nhà mình hả? Hai con trái. À hai con trái với con đực to đúng không? Đực to nó anh nuôi lâu chưa? 9 tháng. 9 tháng rồi hả? Quyên thất bằng tiền con này. À. Đây các bác, ba con này. Ba con giao cho anh này, con này nha các bác. Con này 27 triệu này bà con nông dân. Đó, con này 23. Và con trâu 26 năm nha các bác. Đây, còn chuồng bò anh ở bên này. Đẹp không? Con ba bê đó lấy tinh chưa? Lấy tinh rồi bà? 2 tháng. 2 tháng rồi bà? Qua kỳ hả? Đó thì bác thấy bò ở trong hình có giống ở ngoài không? Chia sẻ cho bà con nông dân biết luôn, cụ thể luôn. Giống hả? Theo anh nghĩ là giá cả thì ra đến đây thì nó có hợp lý hay không? Dạ. Vâng. Rồi cảm ơn anh nhé. Anh theo dõi kênh lâu chưa nhỉ? Lâu, khá lâu rồi. Khá lâu rồi. Đó anh em up lên kênh YouTube thì anh đón xem và anh mua nha các bác, rõ ràng nha. Đó. Thì anh bảo thôi chở ra cho anh thì em chở ra nha các bác nha. Xong xuôi nha bà con nông dân. Chào các bác nha. Chào bà con nha các bác. Chú đang đứng giữa cánh đồng này các bác này. Đó. Đố các bác chú Thơm đang ở đâu? Đây các bác. Đây. Con ba bê đẹp. Vip 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 luôn các bác. Nhưng một cái. Không có được thì mua cái các bác. Chú đang ở xa lắm các bác. Xa, xa. Xa lắm. Xa cách nhà chú 200 cây. Ở đây ở đâu ông nhà? Ông là Hồng Minh. Hồng Minh. Hồng Hồng Minh Hưng Hà. Hồng Minh Hưng Hà. Ông nay nhiều tuổi chưa? Ông 65 rồi. 65 rồi. Ông nuôi mấy con bò? Có 10 con. Có 10 con đâu bác. Bé có 10 con. Ông nuôi có 10 con bò thôi. Mà không có con mua bán cho cháu. Không, giờ không có. Nó bán hết rồi răng. Đang mới đẻ. À, mới đẻ bán hết rồi bác. Giờ con nó mới đẻ còn mới trước rồi bác. Chắc lối đây là lối thấy lãnh địa của các ông giữ bò ở đây đúng không? Cái cây này là cây cây đa bác. Cây này chắc lâu lắm rồi ông nhỉ? Lâu rồi. Cây này được mấy chục năm chưa ông? Được hơn rồi. Nó còn tầm cỡ hơn 60 năm. Ông tên chi? Tên ông, là Sô. Ông Sô à? Ông Sô chào bà con đi. Ông chào bà con nông dân đi. Vâng, chào bà con nông dân nha. Mai lại live stream này nè. Mai live stream này. Đây. À, bà này. Bà. Ôi trời. Bà răng mà bà phải cho con cháu ngắm nhan sắc một tí chứ già cả rồi. Nó còn trẻ thì đẹp gái mà già rồi thì đẹp lão đúng không? Thì có ông cháu mình là mạnh dạn nhất đúng không? Ôi. Được là nó bán được nhưng mà chỉ có lên trên ấy thì nó có nhiều bê được. Trên nó nhiều bê lắm á. Ở trên nhiều bê được lắm, trên Phú Nha với là gạch nón nó nhiều bê ba được.
Mà đấy là chúng ta đi, ta bảo mua được cái giá là ở đây là nó như thế. Bây giờ là như nên tầm 24-25 triệu người ta bán. 24-25 triệu, cũng không xuống dưới mà cũng không lên cao. Vâng. Ở B3 được đấy. B3 được, nếu mà 5-6 tháng là phải tầm. Cứ sâu rằng cứ tầm ấy. Vâng. Là từ 2 năm nay nó bán đều cái giá ấy. Đó, các bác ra ngoài Thái Bình đó. Thì em đi ra Thái Bình, ra một bạn ở ngoài Thái Bình đang điện ra bắt 6 cục 6 7 con 3B nha các bác. Thì chạy qua đây thì thấy ông giữ bò nhiều quá thì ghé lại nói chuyện với ông một tí. Với review cùng cảnh cho các bác xem. Ở đây là quê hương Thái Bình, vùng đất lúa. Vâng, đất lúa đấy, Thái Bình. Thái Bình ơi, sao mà thương mà nhớ. Đây các bác, rửa cánh đồng cho bà con nông dân. Nếu lo với các bác tí, bây giờ em review chính cho các bác xem nha. Cho các bác xem con này, chờ chị gái về coi sao nha. Được thì ta bắt nha các bác. Đây các bác này. Đây là một em 3B cái đẹp vip vip của các bác. Vâng. Dạ dạ, vâng. Đây các bác. Đây em 3B cái này. Đó thì chị là đang chốt 19 triệu nhưng em trả 18 năm rồi các bác này. Em trả 18 năm con 3B rồi này nha các bác. Đó. Ông đi đi về đi lùa bò đó các bác. Đây. Chú trả 18 năm rồi nha. Thì đang còn chờ chị điện cho chồng coi, ông xã đã hỏi ý kiến ông xã coi được không. Cháu hay đi bắt mông, nếu là được là em bắt con này nha các bác, 18 triệu 500 nha. Đó, 18 triệu 500, nếu mà bắt thì báo giá cụ thể cho các bác xem. Mà về đẹp tuyệt vời luôn các bác, con này làm giống được các bác. Đây này, bò cái này, này bê đực, và bê đực này các bác. À quên, xin lỗi các bác, lai xin bê đực. Còn đây mẹ lai xin. Đó. Đẹp các bác, bò đẹp. Bây giờ hơn 3 giờ chiều rồi các bác, đang đứng giữa cánh đồng. Rồi. Chờ chút xíu nha các bác, xem chị về chị trả lời cụ thể làm sao nha. Được thì báo giá công khai cho các bác xem, còn không được thì thôi nha các bác. Đối cho chị. Chị gái đang đếm tiền các bác. Bắt xong. Rồi. Bao nhiêu tiền chị? 18 triệu 500 đi. 18 triệu 500. Thừa chúng nó ra vờ nó không. Hôm nay nó mới bán. Ok bà con nhé. 18 triệu. Đấy. Bắt cho chị gái 18 triệu 500 nha. Giá cả công khai nha các bác. Đó thì bây giờ chú bắt con B này về nha các bác. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp chú để bán con này nha các bác. Không có bò được thì mua bò cái. Mua con về thì đâu. Không ạ, cháu mua về, cháu mua đi bán lại. Mua con bò mẹ kia thì mua. Không ạ, bò cháu mua bò giống. Cháu mua bò giống. Vâng, cháu mua bò giống. Cháu mua về thịt. Xong chưa, đếm đủ cho chị. Đủ rồi. Rồi, nói với ông anh là chú mua đủ nha. Rồi. Tiền bạc ok nha. Rồi. Thắc mắc đồng mô thì đổi đồng đó. Rồi, đó là chú đây được. Dạ. Đó là chú đây được. À. Rồi, xong xuôi nha bác, các bác. Ok bà con nha. Thì em mua con này là 18 triệu nha các bác, 18 triệu 500 chứ, review cụ thể cho các bác xem này. Đây, đó, mua bán công khai rõ ràng minh bạch nhé. Các bác đến nhà em mà mắt các bác thấy, tai nghe tay các bác rờ nha các bác. Được thì các bác mua, không được thì thôi nhá. Mua giữa đất Thái Bình nha các bác này. 18 triệu 500 có con Barbie đẹp tuyệt vời luôn các bác. Đó. Rồi trở về Thanh Hóa. Cháu trở về Thanh Hóa. Ông biết Thanh Hóa không? Hơn 200 km. Về con này, bán con này 19 triệu 500. Con này bán về 25 triệu. Ôi trời ơi, 19 triệu 500 nha các bác. Đó, xong nha. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con B này nha các bác. 19 triệu 500 nha. Rõ ràng nha các bác, công khai báo giá nha. Rồi, ok các bác nha. Ok bà con nha các bác. Con B được mấy tháng rồi chị? Con B. Con B đây này. Con B này hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng không vậy? 3 tháng. À. Tức là nhà mình 2 con, còn nhà ông anh 2 con. Vâng. Đây, con này đẹp không các bác? Con này mới bị sáo chứ? Ừ. Chưa được mấy tháng rồi mà bị sáo? 4 tháng. 4 tháng hả? Mà kiểu chắc là tim nó bị lưu vùng bụng. À, ý là tim rồi nhưng mà lưu rồi hắn
À, anh mới ra được vâng. Ừ. Vẫn ra, có mùi. Thì đúng rồi, anh hôi, anh thối, anh chết lưu trong bụng, may là anh đẩy ra được á. Ừ. Ra rồi nhanh. Vâng. Anh chết thiếu. Đây có bác, con này, đây. Con đó, của con đứa đĩa ra đó. À. Con này bị viêm da nổi cục này các bác, à con này tiêm phòng viêm da nổi cục ra luôn. Tiêm hết. Tiêm hết vậy? Dạ con bé con tiêm cả rồi. À bé con nhỏ cũng tiêm á. Con nhỏ đó cũng tiêm chưa? Tiêm hết cả rồi. Tiêm viêm da nổi cục hết. Hơn tháng rồi. Vâng. Ok các bác nha. Ok bà con nông dân nha các bác. Thì hôm nay em ra ngoài Quảng Xương Thanh Hóa các bác này. Ra để mua giúp bà chị con 3B các bác ạ. Đó thì đây các bác nắng lắm các bác, bây giờ 11 gần 12 giờ trưa rồi. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ nó tầm 35 36 độ rồi các bác, nắng kinh khủng. Chú cũng phải lạc phạc đi tìm bò cho các bác này. Bò man đẳng cấp luôn các bác. Bò đẹp to. Đây các bác. Gia đình chỉ đang bán con 3B này này các bác. Đây. Con 3B này này các bác. Này. Con này được mấy tháng rồi chị? Con 3B này được mấy tháng rồi? Hơn 4 tháng rồi vậy? Con 3B này hơn 4 tháng rồi nè các bác. Chứ bác chủ nhà ở đâu? Ở trong nhà hả? Răng nãy không bàn với bác luôn đi để biết đường. À. Đây các bác. Bác chủ nhà đang chốt 23 triệu con này nè các bác. Nhưng mà đây sao 23 triệu. Ồ chà, con này hùng lắm các bác. Vâng, à bắt con đó nè. Nuôi lâu chưa con này, nuôi lâu chưa? Con to này này. Nuôi thì là mua của anh trai đó 3 năm. 3 năm vâng. 2 năm mà tôi bán được 2 con rồi. À. Hơn 2 năm rồi. Bán hai con rồi, một con để lại cho anh trai với bán năm ngoái, bán 3B. À năm ngoái phối 3B được hai cái. Ngoái thì lại ra được cái. Được cái năm nay ra được hả? À. Đây. Con bò man này các bác này. Bò mà còn luôn chưa? Đó con có này. Hơn tháng rồi đi nổi. Con bé con con. Con đi được hơn 3 tháng rồi. 3 tháng. 3 tháng. Hơn 3 tháng. Đây. Các bác. Bò vậy ra con nó mới chất lượng các bác. Các bác cứ chọn cái loại bò ré bằng cái tí đến mua không chán đời. Trả ré thì các bác không bán cho. Mà mua đắt thì không được. Thật ra mua bò ré đến đó con MT đang chốt em 20 triệu đó mà em báo được 18 triệu thôi. Báo 20 triệu để chú nhưng báo 18 triệu thôi. Mua của bác không bác lại bán lại bác con B này. Vâng. Về em đĩa rồi bán lại bác. Tiếc chứ, con này rứa mà bị xáo, chữa 4 tháng rồi còn bị xáo. Ừ. Các bác thấy đẹp không? Bỏ cái phải vậy chứ. Tiếc chứ. Mà mắn chưa lại 2 năm lên rồi. Bị xáo. Giống con mẹ vậy mà mắn nha. Mẹ này lại đúng rồi nó mắn, có tháng 10 đầu tiên lứa đầu có tháng 17 ngày đi. Vâng. Nên lứa sau lại không đến. Con này đẹp, con trong này cũng đẹp. Nói chung là bác có đàn bò này là đúng đẹp tuyệt vời các bác nhìn. Đó, chỉ có cánh đồng các bác có bụi cây thôi. Cô xoài xoài cây này là cái gì đấy bác? Cái xoài. Cái xoài hả? Xoài gì? Xoài đồng đó. À, người ta gọi bằng xoài đồng. Ok bà con nhé. Thì bây giờ vô làm việc với ông anh trong nhà có giá cả sao nha các bác. Có bắt được không nha các bác. Nếu mà không bắt được thì vui vẻ không sao hết. Coi như là chú Thơm đi trăng nắng. Đi chơi tham quan. Còn nếu mà bắt được thì công khai báo giá cho bà con nông dân xem luôn nha các bác. Ok bà con. Ok bà con nông dân nha các bác. Đó thì bà con nông dân cũng vừa xem một trong các cảnh em quay clip đó. Mua bán bò cho bà con nông dân đó. Thì thật sự quay mãi rồi cũng cứ xóa bỏ đi đó. Tại vì bò mua rồi các bác cũng cứ xóa bỏ đi rồi cũng buồn. Đó thì cũng mấy ngày nay rồi cũng chưa làm đoạn clip nào để up lên nền tảng YouTube cho bà con nông dân xem nữa. Thì thôi thì em cũng làm đoạn clip cho các bác xem đó, các bác vừa xem đó. Đây là một trong các cảnh quay của đàn 3B ở trong chuồng em nha các bác.
Thì bây giờ em sẽ review cụ thể và cũng thưa với các bác luôn là có hai con ba bê cái chưa bán nha các bác. Thì bây giờ em sẽ review cho các bác xem để bác nào có nhu cầu tìm mua bò ba bê cái để làm giống thì các bác xem và tham khảo. Nếu các bác có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để em mua nha các bác. Một làm giống, hai là các bác nuôi bò béo đến Tết cũng được, không sao hết. Ok bà con nha. Đây các bác. Đó, bà con nông dân xem là bò cứ bắt về mà rồi bà con nông dân người ta đặt hàng trước đó các bác nên cũng không ướp lên được. Đó chỉ ở đây có 4 con ba bê thì cũng đã bán rồi nha các bác, nhỏ tiền thôi các bác, ba bê nhỏ nhỏ tiền thôi. Chỉ con này là to tiền một tí này. Đó, chỉ con này là 27 triệu 26 triệu thôi các bác này. Đó còn nhỏ nhỏ tiền hết bà con nông dân. Rồi, thì còn hai con ba bê cái nha các bác. Đây. Hai con ba bê cái đẹp tuyệt vời luôn các bác. Đây. Đó, con này với con này các bác. Đó chỉ hai con bê cái này là đồng giá nha bà con nông dân. Đây, nhanh gọn lẹ cho các bác đỡ làm mất thời gian của các bác nữa. Hai con bê cái này là đồng giá 19 triệu 500 một con nha bác. Các bác 19 triệu 500 một con ba bê cái này nha. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt cặp này nha các bác. Các bác có thể về nuôi vỗ béo đến Tết cũng được, hoặc các bác có thể nuôi giống sinh sản đều được hết. Cặp ba bê cái này đẹp lắm bà con nông dân ạ. Đó, và giá cả thì rất hợp lý nha các bác. Con này này, con này chú bắt ngoài Thái Bình này các bác này. Đó, em báo giá lại nha. Con này 19 triệu 500 nha các bác, vì chú đã mua 18 triệu 500 rồi. Đó thì con này các bác, con này tối quá chú cũng không quay. Nói thật không phải không quay mà nắng quá chú cũng biếng quay vì nó ăn trên bờ đê đấy các bác. Đây con này đẹp lắm các bác này. Bác nào có nhu cầu mua con này về làm giống cũng được các bác. Đó con này cũng 19 triệu 500 nha bà con nông dân. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con này nha. Và hai con thì càng tốt nha các bác. Rồi, nhắc lại nha bà con nông dân. Bác nào có nhu cầu mua hoặc bán trâu bò thì nhớ đăng ký kênh nha các bác. Bác nào có nhu cầu bán thì cứ alo trực tiếp gặp em sẽ đến nhà các bác mua một cái giá nó hợp lý nhất nha bà con nông dân. Và các bác lưu ý là thuận mua vừa bán nha. Còn bác nào có nhu cầu mua thì nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha các bác, để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh khởi nghiệp nha bà con nông dân. Để chọn cho gia đình mình những con bò nó hợp với bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình nha các bác. Kênh khởi nghiệp là như vậy. Mua bán công khai, rõ ràng, minh bạch nha. Đó, các bác đến nhà em nha các bác. Mắt các bác thấy, tai nghe nha các bác. Tay rờ nha. Đó. Được các bác mua. Không được thì thôi nha bà con nông dân. Rồi, chào các bác. Chào toàn thể bà con nông dân nha các bác.